Sư cho con hỏi gia đình con theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông, nhưng hiện con đang theo học và tìm hiểu Phật giáo Nguyên Thủy. Vậy thưa sư, khi gia đình con có người mất thì sẽ phần tụng kinh và hộ niệm thì con nên làm gì thưa sư? Cái kinh nghiệm của sư khi mà đi các đám tang ấy, thì phần các thầy làm việc của các thầy, mà phần các sư thì làm việc của các sư. Coi như là nước giếng không phạm nước sông, không có vấn đề gì hết. Thí dụ như trong gia đình ấy, thì cũng không thiếu những trường hợp mà có người thì theo Nam Tông, có người thì theo Bắc Tông. Thì cái vị nào mà muốn thỉnh các thầy thì cứ thỉnh các thầy đến tụng. Rồi vị nào muốn thỉnh các sư thì cứ thỉnh các sư đến tụng. Không sao hết trơn. Tại vì cái đó mình không phải là lúc để mà mình so với nhau cái nào hơn cái nào. Khi tẩm liệm cũng vậy ha. Có thể là các thầy vô tụng tẩm liệm trước, rồi xong rồi các thầy đi ra tới các sư đi vào, hoặc là các sư đi vào tụng tẩm liệm trước, rồi xong rồi các sư đi ra rồi các thầy đi vào. Cũng vậy trong các cái ngày của đám tang, rồi cũng vậy trong cái ngày mà động quan thì cũng thế. Rồi tới cái thí dụ như tới lò thiêu tụng trước khi hạ xuống đài hỏa táng cũng thế. Các sư tụng xong rồi thì các sư đi ra, rồi các thầy vô các thầy tụng, không có gì hết trơn. Rồi thậm chí người nhà nói họ cũng cảm thấy ấm cúng, tức là chư tăng tới nhiều, các sư các thầy tới nhiều thì họ cũng hoan hỷ, không vấn đề gì hết ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cũng rất cảm ơn về cái những cái lời khuyên mà rất thiết thực, mà cái sự trải nghiệm thực tế của Đức Hạnh Tuệ đó. Thì sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm đó. Ở đây thì cái vị này hỏi là gia đình con có người mất thì phần tụng kinh và hộ niệm thì con nên làm gì thưa sư? Thì theo quán thân sư đi nha, cái điều đầu tiên á, nói là tụng kinh hộ niệm á, nên làm gì á, thì sư nghĩ là người mất á, nếu mà mình theo Phật giáo Nguyên Thủy á, thì cái điều mình nên làm đầu tiên á, là mình làm đúng lời Phật dạy, đúng lời Phật dạy cái đó. Cái phần tụng kinh và hộ niệm này nè, mình phải hiểu á, là trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Theravada hay gọi là Phật giáo Nam Tông đó, thì khi mà người thân của quý vị mất, cái yếu tố chính mà nếu mà hành theo đúng là Phật dạy là bổn phận của chúng ta, nếu mà quyến thuộc chúng ta, cha mẹ chúng ta hay là những người quyến thuộc chúng ta đó, thì chúng ta cúng dường đến chư Đức Tăng để mình dùng cái phước đó, mình hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng ngay trong cái kiếp đó, hoặc là thân bằng quyến thuộc quá vãng nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái ý nghĩa mà tổng cùng đó. Và người sống ở đây, cái là bản thân quý vị á, cũng có được cái phước báo ngay trong hiện tại đó. Đó là cái điều mà chính đó nha. Còn cái việc mà tụng kinh mà hay hộ niệm này nè, nó đúng hơn á, quý sư á, nếu quý vị nghe, quý vị có thỉnh quý sư giống như là Đức Hạnh Tuệ nói đó, thì quý sư đến cái phần tụng kinh hay hộ niệm chính á, cho người đã mất thưa quý vị, thì nó đúng hơn á, là quý sư tụng kinh cho người sống thôi, người sống thưa quý vị. Vì sao? Bởi vì để người sống quán tưởng được là rồi á, bản thân quý vị cũng sẽ ra đi như vậy, để mình không có đau khổ, mình không có buồn rầu, mình không có dính mắc với cái người đã chết. Tại vì những cái trạng thái mà dính mắc, buồn rầu, than vãn, khóc than, đó, những cái rồi ân hận hay hối hận gì đó, đó là những cái trạng thái mà gọi là tâm bất thiện thưa quý vị. Nó chỉ nuôi dưỡng những cái điều bất thiện thì nó không có tốt. Cho nên là để mà gọi là tốt nhất á, thì với ý nghĩa mà tột cùng mà sư nói á, là thí dụ gia đình quý vị đi, cái người quan trọng, cái người quyết định gia đình đó là ai, giống như là
quý vị có thể thỉnh chư tăng đến, và gia đình quý vị, cái người những cái người gia đình đó có thể chấp nhận được quý sư. À thì quý sư sẵn lòng đến và làm theo đúng cái tinh thần mà là Phật dạy, đến cho cái quyến thuộc mà quá bản thưa quý vị. Thì phải hiểu rõ nha. Còn nếu mà cái người quyết định trong gia đình đó quý vị á, là một cái người khác mà người đó không có niềm tin, không có niềm tin cho quý sư, mà thậm chí bị thỉnh đến đó, là mấy họ còn sân hận, họ còn thái độ này nọ kia, thì theo suy nghĩ nha, thì cái điều quý vị nên làm là quý vị cũng nên làm bố thí để hồi hướng phước đó, nhưng mà làm ở chùa thì nó hay hơn đó. Ở đây là cái sự mở rộng nên cho quý vị uyển chuyển mà mình cư xử sao cho nó vừa hợp lẽ đạo và hợp lẽ đời. À, mình làm sao cho nó hợp thời, cho lợi ích cho quý vị, lợi ích cho quý sư và lợi ích cho quyến thuộc quý vị đó. Đó là cái điều nên làm. Trước khi kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này á, thì xin nhấn mạnh lại là cái việc mà tụng kinh hộ niệm mình phải hiểu ý nghĩa tột cùng á, là khi sau khi quyến thuộc mình mất, thì cái việc mình nên làm là cúng dường đến hội chúng tăng để dùng cái phước đó mình hồi hướng, để mình lợi ích cho cái người đã mất, lợi ích cho mình. Đó là cái điều nên làm. Còn cái việc mà thỉnh đến thì phải tùy nha, tùy cơ ứng biến, thêm xem có đúng đúng đối tượng, có hơn có lợi ích cho bản thân mình không, lợi ích quý sư không, lợi ích cho quyến thuộc quý vị không, thì mình hãy quyết định. Còn không thì cứ làm phước đến ở chùa thôi. Đó. Thì cứ mình dùng cái phước đó mình hồi hướng cũng được thôi, chứ không có gì hết á. Nên quan trọng như quý vị phải khéo léo. Quý sư đã nói ra ra những cái giải pháp, quý vị là người khéo léo uyển chuyển để mình thực hành làm sao mà cho đúng cái tinh thần mà gọi là tụng kinh hay hộ niệm như nè, đó theo đúng là Phật dạy. Đó là cái yếu tố cốt lõi. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Sư chia sẻ một tí xíu là quý vị cũng đừng có lo nghĩ nhiều quá, bởi vì sư đi nhiều nơi thì sư cũng thấy, thậm chí có nhiều nơi thì gọi là gia đình theo đạo Chúa, mà có một người trong gia đình theo đạo Phật, thì tới hồi Chúa vô thì các cô rồi muốn ca hát gì đó nghi lễ bên Chúa sư không biết, thì cứ làm nghi lễ bên Chúa xong rồi mấy sư vô làm phần của mấy sư cũng không có gì hết trơn. Tại vì thường á, khi mà tăng gia mà bối rối người chết mà, thì cái gì cũng được, miễn sao mà họ thấy có vẻ như là tốt cho cái người chết thì họ cũng chấp nhận thôi. Thành ra là mình cũng đừng có quá lo lắng, cứ mạnh dạn ha, cứ mạnh dạn nói là bây giờ con muốn thỉnh mấy sư, thì sư nghĩ thông thường hầu hết trường hợp là không có vấn đề gì hết ha. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.